Cô xin chào các em, đến với tiết học lịch sử và địa lý 6 ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng ôn tập lại những nội dung đã học ở bài 1, 2, 3 để chuẩn bị ôn tập, kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1. Và sau đây là nội dung ôn tập của phần địa lý. Phần địa lý, các em sẽ có hai nội dung chính cần ôn, đó là phần lý thuyết và bài tập. Về phần lý thuyết, các em sẽ học lại các bài 1 hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lý, gồm phần 1 hệ thống kinh vĩ tuyến, phần 2 tọa độ địa lý, bài 2 ký hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng, bài 3 tìm đường đi trên bản đồ. Ở phần bài tập, các em sẽ xác định phương hướng trên bản đồ và bài tập tính tỷ lệ bản đồ. Trước tiên, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu thế nào là đường kinh tuyến. Các em quan sát hình 1.1, kinh tuyến và vĩ tuyến trên quả địa cầu, sẽ thấy có những đường thẳng nối từ cực Bắc đến cực Nam, và đây chính là những đường kinh tuyến. Vì vậy, khái niệm kinh tuyến là các đường nối từ cực Bắc đến cực Nam trên bề mặt quả địa cầu. Và nếu như mỗi đường kinh tuyến cách nhau một độ, thì trên bề mặt quả địa cầu sẽ có tổng cộng 360 đường kinh tuyến, và trong đó sẽ có một đường kinh tuyến gốc. Và đường kinh tuyến gốc này chính là đường kinh tuyến đi qua đài Thiên Văn Greenwich ở nước Anh, và đường kinh tuyến gốc bao giờ cũng là đường kinh tuyến 0 độ. Từ đường kinh tuyến gốc trở về bên phải hay nửa cầu ở bên phải của đường kinh tuyến gốc chính là nửa cầu đông. Và vì vậy, các kinh tuyến ở phía bên phải của kinh tuyến gốc là kinh tuyến đông. Và tương tự, nửa cầu ở bên trái của đường kinh tuyến gốc chính là nửa cầu tây. Và những đường kinh tuyến ở bên trái của kinh tuyến gốc ta gọi đó là kinh tuyến tây. Và các đường kinh tuyến có độ dài luôn luôn bằng nhau. Tiếp tục, các em cùng quan sát hình 1.1, sẽ thấy những vòng tròn bao quanh quả địa cầu và nó vuông góc với đường kinh tuyến, thì đây chính là những đường vĩ tuyến trên bề mặt quả địa cầu. Chính vì vậy, có khái niệm vĩ tuyến là những vòng tròn bao quanh quả địa cầu và vuông góc với kinh tuyến. Nếu như ta vẽ mỗi đường vĩ tuyến cách nhau một độ, thì trên quả địa cầu sẽ có tổng cộng 181 đường vĩ tuyến, và trong đó sẽ có một đường vĩ tuyến gốc nằm ở giữa quả địa cầu, và đường vĩ tuyến gốc này chính là đường xích đạo, hay còn gọi là vĩ tuyến 0 độ. Nửa cầu ở phía trên đường vĩ tuyến gốc sẽ là nửa cầu bắc, và chính vì vậy, những đường vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực bắc ta gọi đó là vĩ tuyến bắc. Tương tự, nửa cầu nằm ở phía dưới của vĩ tuyến gốc ta gọi đó là nửa cầu nam. Và những đường vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực nam ta gọi đó là vĩ tuyến nam. Và độ dài của các đường vĩ tuyến này không bằng nhau, độ dài sẽ giảm dần từ xích đạo về phía hai cực. Và tiếp theo, em hãy cho biết thế nào là tọa độ địa lý của một điểm. Tọa độ địa lý của một điểm được định nghĩa chính là nơi giao nhau giữa kinh độ và vĩ độ của điểm đó. Hay nói cách khác, tọa độ địa lý của một điểm sẽ bao gồm kinh độ và vĩ độ của điểm đó. Như ví dụ ở trên, các em đã biết được kinh độ của điểm B là 40 độ đông, vĩ độ của điểm B là 20 độ bắc. Và từ đây, chúng ta sẽ biết được tọa độ địa lý của điểm B sẽ là 40 độ đông, 20 độ bắc, và cách viết cô đã thể hiện trên màn hình. Nội dung thứ hai cô và các em cùng ôn tập lại đó là bài 2, ký hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng. Một la mã, ký hiệu bản đồ và chú giải. Các em cần phải nhớ, bản đồ là hình vẽ thu nhỏ, tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất của chúng ta. Và ký hiệu bản đồ là những hình vẽ màu sắc chữ viết mang tính quy ước
dùng để thể hiện các đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ. Và ký hiệu bản đồ sẽ giúp cho người đọc phân biệt được sự khác nhau giữa các thông tin thể hiện trên bản đồ. Và mỗi loại ký hiệu, các dạng ký hiệu đều có những cái ý nghĩa riêng của nó. Và ý nghĩa của ký hiệu sẽ được giải thích rõ ràng trong bản chú giải. Phần 2 là mã, các loại ký hiệu bản đồ. Như các em đã được học, ký hiệu bản đồ gồm có 3 loại thường dùng, đó là điểm, đường, diện tích. Và ngoài 3 loại ký hiệu này, thì ký hiệu còn có 3 dạng, đó là hình học, chữ, tượng hình. Và ký hiệu bản đồ sẽ còn thể hiện bởi nhiều màu sắc khác nhau. Ở hình 3.1, các em sẽ xác định phương hướng trên hình. Thì tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em cách xác định phương hướng trên bản đồ. Đầu tiên là chúng ta sẽ biết cách xác định phương hướng trên bản đồ có hệ thống kinh vĩ tuyến sẽ thực hiện như thế nào. Và các em cùng quan sát hình bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản đồ này người ta đã thể hiện đầy đủ hệ thống kinh tuyến và vĩ tuyến. Và bây giờ các em hãy cùng xác định các hướng chính trên bản đồ này cùng với cô nhé. Đầu tiên, để xác định được phương hướng trên bản đồ có hệ thống kinh tuyến và vĩ tuyến, thì các em cần xác định phần giữa của bản đồ là trung tâm. Phía trên, kinh tuyến chỉ hướng Bắc. Phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng Nam. Bên phải của đường vĩ tuyến sẽ là hướng Đông. Và bên trái của vĩ tuyến sẽ là hướng Tây. Rồi, cô và các em đã biết cách xác định phương hướng trên bản đồ có hệ thống kinh tuyến và vĩ tuyến. Vậy, còn với những bản đồ không có hệ thống kinh vĩ tuyến, chúng ta sẽ xác định phương hướng như thế nào? Thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu phần tiếp theo. Đây là bản đồ 63 tỉnh thành Việt Nam. Và các em thấy trên bản đồ này không thể hiện hệ thống kinh vĩ tuyến. Vậy, cách xác định phương hướng trên những bản đồ không có hệ thống kinh vĩ tuyến sẽ được thực hiện như thế nào? Các em lưu ý, đối với những bản đồ không thể hiện lưới kinh vĩ tuyến, chúng ta cần dựa vào kim chỉ Nam hoặc mũi tên chỉ hướng Bắc để xác định hướng Bắc và sau đó sẽ tìm các hướng còn lại. Đối với bản đồ 63 tỉnh thành Việt Nam thì các em lưu ý, kim chỉ Nam là cái hình phía trên góc bên tay trái của bản đồ. Và từ hình kim chỉ Nam này, chúng ta sẽ xác định được các hướng chính trên bản đồ là phía trên là hướng Bắc, ở dưới hướng Nam, bên phải là hướng Đông, bên trái là hướng Tây. Và ở dưới là cô đã thể hiện hai hình, đó là hình kim chỉ Nam và hình mũi tên chỉ hướng Bắc. Có những bản đồ người ta không thể hiện kim chỉ Nam, thì người ta để một mũi tên chỉ hướng Bắc theo hướng đi lên. Và từ một mũi tên hướng Bắc này, các em có thể xác định được các hướng còn lại trên bản đồ. Để xác định được phương hướng trên bản đồ, các em cần phải nhớ được các hướng chính. Và các em hãy cùng quan sát hình 3.1, các hướng chính và hướng trung gian. Quan sát hình, em hãy cho xác định được các hướng chính trên hình. Thì qua hình 3.1, các em sẽ dễ dàng thấy được các hướng chính gồm có 4 hướng. Đó là hướng Bắc ở phía trên, hướng Nam ở phía dưới, hướng Đông ở bên phải và hướng Tây ở bên trái. Từ 4 hướng chính này, các em sẽ xác định thêm được 4 hướng trung gian. Đó là hướng Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam và hướng Tây Bắc. Và tiếp theo sẽ là bài tập xác định hướng đi trên bản đồ. Dựa vào hình 3.4, bản đồ khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, em hãy xác định hướng đi từ Hội trường Thống Nhất đến Nhà hát thành phố, từ Nhà hát thành phố đến chợ Bến Thành, từ Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đến Nhà thờ Đức Bà, và cuối cùng là từ Hội trường Thống Nhất đến Nhà thờ Đức Bà. Để xác định được hướng trên bản đồ, các em bắt buộc cần phải thuộc được
các hướng chính. Và đầu tiên các em sẽ cùng phải xác định vị trí của hội trường Thống Nhất và vị trí của nhà hát thành phố trên bản đồ hình 3.4. Và đây là vị trí của hội trường Thống Nhất hay còn gọi là Dinh Độc Lập, vị trí của nhà hát thành phố. Thì từ đây các em sẽ dễ dàng thấy được hướng từ hội trường Thống Nhất đến nhà hát thành phố sẽ là đi từ hướng Tây đến hướng Đông. Tương tự, để xác định hướng từ nhà hát thành phố đến chợ Bến Thành, các em cần phải xác định được vị trí của chợ Bến Thành trên bản đồ. Và cuối cùng, chúng ta thấy được rằng hướng đi từ nhà hát thành phố đến chợ Bến Thành trên bản đồ sẽ đi từ hướng Đông Bắc về hướng Tây Nam. Tương tự, để xác định được hướng đi từ Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đến nhà thờ Đức Bà, các em sẽ xác định vị trí của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và vị trí của nhà thờ Đức Bà trên hình 3.4. Từ đây, các em sẽ dễ dàng nhận thấy được rằng hướng đi từ Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đến nhà thờ Đức Bà, chúng ta sẽ đi từ hướng Tây đến hướng Đông. Và cuối cùng là hướng từ Hội trường Thống Nhất đến nhà thờ Đức Bà. Các em nhìn lên bản đồ sẽ thấy được rằng để đi từ Hội trường Thống Nhất đến nhà thờ Đức Bà, chúng ta sẽ đi từ hướng Tây Nam đến hướng Đông Bắc. Để thể hiện tỷ lệ bản đồ, người ta sẽ dùng hai dạng tỷ lệ, đó là tỷ lệ thước và tỷ lệ số. Vậy tỷ lệ thước và tỷ lệ số như thế nào? Cô và các em cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên là tỷ lệ số. Đây chính là một phân số, luôn có tử là số 1. Mẫu số càng lớn thì tỷ lệ bản đồ càng nhỏ và ngược lại. Như các em thấy ở đây, cô có 3 tỷ lệ: 1 phần 20.000, 1 phần 40.000 và 1 phần 100.000. Thì các em sẽ thấy rằng tỷ lệ 1 phần 20.000 sẽ lớn hơn 1 phần 40.000. Và 1 phần 40.000 lại lớn hơn 1 phần 100.000. Các em luôn luôn nhớ, mẫu số càng lớn thì tỷ lệ bản đồ càng nhỏ. Và ngược lại nha. Và ngoài ra, khi thể hiện tỷ lệ bản đồ trên một tấm bản đồ, người ta thường ghi bằng cách là sử dụng dấu hai chấm như là dấu chia. Ví dụ như 1 chia 100.000. Đây là một cách viết khác của tỷ lệ bản đồ. Và 1 chia 100.000 sẽ có ý nghĩa là 1 cm trên bản đồ sẽ bằng với 100.000 cm trên thực tế. Và con số đứng phía sau dấu chấm bao giờ cũng là khoảng cách trên thực tế và được tính bằng đơn vị là cm. Tiếp theo, tỷ lệ thước chính là tỷ lệ được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo tính sẵn. Có nghĩa là phía dưới mỗi bản đồ người ta sẽ thể hiện một cây thước đo tính sẵn. Và đây là một ví dụ. Và mỗi đoạn trên thước đều ghi số đo độ dài tương ứng với thực tế. Và khi nhìn trên hình, chúng ta thấy đoạn thước này bắt đầu từ số 0 cho đến số 300. Có nghĩa và từ số 0 đến số 300 được chia thành 4 đoạn nhỏ. Và mỗi đoạn nhỏ như vậy sẽ tương ứng với lại 75m trên thực tế. Và sau đây sẽ là một bài tập về tỷ lệ bản đồ. Đây là bản đồ hành chính nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các em thấy tỷ lệ của tấm bản đồ này được thể hiện ở phía dưới của tấm bản đồ. Và quan sát bản đồ, em hãy cho biết bản đồ có tỷ lệ là bao nhiêu? Câu hỏi này rất là đơn giản. Nhìn vào hình, các em sẽ thấy được rằng bản đồ có tỷ lệ là 1 chia 9 triệu, hay nói cách khác là 1 phần 9 triệu. Vậy, 1 cm trên bản đồ sẽ tương ứng với bao nhiêu cm hoặc mét trên thực tế? Như hồi nãy cô đã nói rồi, số 1 luôn luôn thể hiện khoảng cách trên bản đồ và con số phía sau dấu chấm luôn luôn thể hiện khoảng cách trên thực tế
với đơn vị là cm, thì khi dựa vào tỷ lệ này, các em sẽ thấy được rằng 1cm trên bản đồ tương ứng với 9 triệu cm trên thực tế. Và khi đề bài hỏi tương đương với bao nhiêu mét thì các em sẽ đổi từ đơn vị cm ra mét. Vậy, đối với bản đồ này, 1cm trên bản đồ sẽ tương ứng với 90.000 mét trên thực tế. Tiếp theo, cô và các em cùng làm bài tập về tỷ lệ bản đồ. Các em quan sát bản sau và thấy có 5 cột. Cột đầu tiên thể hiện tỷ lệ bản đồ. Ở đây chúng ta có 3 tỷ lệ khác nhau. Cột thứ 2 thể hiện số cm trên bản đồ. Cột thứ 3 thể hiện số cm trên thực địa. Cột thứ 4 số mét trên thực địa. Và cột số 5 bản đồ bị thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực địa. Bây giờ cô và các em cùng làm tỷ lệ đầu tiên là tỷ lệ 1/250.000. Như cô đã hướng dẫn, con số đứng phía trước dấu 2 chấm hay còn gọi là tử số luôn luôn là số cm trên bản đồ, và số đứng phía sau dấu 2 chấm hay còn gọi là mẫu số luôn luôn là số cm trên thực địa. Vậy, đối với tỷ lệ 1/250.000 này, thì số cm trên bản đồ sẽ là 1cm. Và số cm trên thực địa là 250.000cm. Chúng ta đã biết số cm trên thực địa là 250.000cm. Vậy, chắc chắn các em sẽ biết được số mét trên thực địa là bao nhiêu. Các em sẽ đổi từ đơn vị cm qua đơn vị là mét. Và số mét trên thực địa là 2.500 mét. Đối với tỷ lệ 1/250.000 này, các em sẽ biết được bản đồ bị thu nhỏ 250.000 lần so với thực địa. Tương tự với tỷ lệ 1/1.000.000, chúng ta cũng biết được số cm trên bản đồ là 1cm, số cm trên thực địa là 1.000.000cm. Và các em cũng sẽ đổi từ đơn vị cm qua mét, chúng ta được kết quả số mét trên thực địa là 10.000 mét. Và bản đồ đã bị thu nhỏ 1.000.000 lần so với thực địa. Và tỷ lệ cuối cùng, 1/2.000.000. Số cm trên bản đồ 1cm, số cm trên thực địa là 2.000.000cm, số mét trên thực địa 20.000 mét, và bản đồ đã bị thu nhỏ 2.000.000 lần so với thực địa. Bài tập về tỷ lệ bản đồ, và chúng ta đang làm về tỷ lệ số rất là dễ. Các em chỉ cần phân biệt được tử số và mẫu số, thì lúc đó các em sẽ xác định được số cm trên bản đồ, số cm trên thực địa, và các em cũng sẽ biết được bản đồ đã bị thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực địa. Tiếp theo, cô và các em sẽ làm bài tập tính khoảng cách trên bản đồ. Và sau đây là đề bài. Bản đồ có tỷ lệ 1/50.000. Em hãy cho biết 3cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa? 5cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa? Và sau đây là phần hướng dẫn làm bài của cô. Các em lưu ý cần phải nghe thật là kỹ phần cô hướng dẫn để các em sẽ biết cách làm bài tập. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm yêu cầu đầu tiên, đó là 3cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa. Bản đồ có tỷ lệ 1/50.000, nên chúng ta sẽ có được 1cm trên bản đồ bằng 50.000cm trên thực địa. Vậy, 3cm trên bản đồ sẽ bằng bao nhiêu cm trên thực địa? Để làm được, các em sẽ thực hiện phép toán nhân. Các em lấy 3 nhân với 50.000 sẽ được 150.000cm trên thực địa. Và đề bài yêu cầu chúng ta là đơn vị là mét,
nên các em cần đổi đơn vị từ cm ra mét. Và 150.000 cm sẽ bằng 1.500 m trên thực địa. Tương tự với yêu cầu thứ hai, 5 cm trên bản đồ sẽ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa. Cách làm các em cũng làm như cách cô vừa hướng dẫn. Làm 1 cm trên bản đồ sẽ bằng 50.000 cm trên thực địa. Vậy 5 cm trên bản đồ sẽ bằng 250.000 cm trên thực địa, và chúng ta đổi ra được là 2.500 m. Vậy 5 cm trên bản đồ sẽ tương ứng với 2.500 m trên thực địa. Các em về nhà ôn tập theo nội dung giáo viên đã hướng dẫn, kể cả phần lý thuyết và bài tập. Và vào tuần 10, thời gian từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 11, các em sẽ làm bài kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1, thời gian là 60 phút, bao gồm cả phần lịch sử và địa lý. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.